Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình lại có một quả đạn pháo này, vừa mới lấy về xong, cũng nặng gần 30 cân. Đấy, hôm nọ thì cái quả kia là đánh hết cho khách rồi, khách đặt giao chặt gà, giao thái rất là nhiều. Thế là hôm nay mình lại tiếp tục lấy về thêm một quả nữa. Quả này thì nó ở cái môi trường nó gọi là nó lâu hơn. Các bạn xem thì nó rỉ hết này. Đây, cái cục đầu đạn của nó đây. Đấy. Đầu đạn đây, chỗ này đây. Đấy, như thế này, rụng ra rồi, bên trong phải rỉ hết này. Đấy, đạn pháo này làm dao rất là ok nhá. Bên trong này, các bác xem này. Bên trong rỉ hết rồi. Củ đạn pháo này thì bây giờ thì sẽ không cắt bằng máy nữa, không cắt bằng cái máy cầm tay nữa, cắt rất là lâu. Thì bây giờ thì sẽ mang đi bình oxy để mình cắt. Đấy, rất nhiều cái mạt này của nó đây. Đấy. Loại này thì làm dao rất là sắc bén. Các cụ đã hay đi săn về để làm. Những quả này chắc là như kiểu như là những cái đạn hàng nó hết hạn sử dụng hay như nào đấy. Thì ở trong Nam người ta còn, người ta gửi ra. Và mình sẽ bây giờ sẽ đi cắt nha các bạn nhé. Mời các bạn hãy theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đây là mấy mình cắt cái miếng vỏ đạn ra được là thành 4 miếng này. Thì bây giờ thì sẽ triển khai làm dao chặt gà, dao thái, dao chặt củi cho các anh khách. Các anh ấy đặt cũng khoảng 1-2 tuần rồi, nhưng mà thép thì hôm nay mới về. Thế nhưng mà rất mong là các bạn thông cảm giúp, bởi vì dao rèn thì nó cũng sẽ mất thời gian, vừa là để mình lựa thép này, xong rồi là còn phải đánh này, thì nó sẽ hơi lâu một chút, chứ nó không sẵn và nó cũng không có ngay được, nên là rất mong các bạn thông cảm. Và rất là cảm ơn các bạn đã cho các anh các chú chờ mình làm dao và tin tưởng. Đấy. Đây là 4 miếng thì cái này hôm qua thì rất là có cái này bên trong nó khá là nhiều sỉ nên đập đi mất cũng khá nhiều. Bây giờ thì sẽ đi tiến hành đập mấy con dao chặt gà đi. Đấy. Con dao chặt gà, dao thái này, thép đạn pháo.
cân bao cân? 15 cân là một cái miếng kia 4 cân rưỡi, còn cân này thì chắc là hơn đấy. Nước đâu? Không phải.
giờ thì đã dàn xong cái chỗ thép này. Thì bây giờ sẽ đánh tiếp là ba con dao thái. Đấy cho anh Phi. Anh Phi anh ấy đặt mình một trước một lô đạn pháo rồi, bây giờ anh đặt tiếp. Đấy là ba con dao này thì sẽ là đánh cho anh đấy là 25 rộng 7 theo yêu cầu này. Còn một con chặt gà là 25 rộng 8. Để đánh luôn ba này. Cái chẳng hiểu nhau thái cái yêu phải không anh? Ừ. Đấy. Ở đây đánh có một con chặt gà cán ốp bằng thép đạn pháo này, một con dao lọc Supap, con này thì có là anh Nick Zalo là Thi Sách này, anh ấy đặt này. Này kia có mấy con chặt gà khách cũng đang đặt đang chờ. Con dao là bằng nhíp nặng 9 lạng đang hoàn thành cho một anh khách ở Bắc Ninh. Anh ấy còn đặt với mình một lạng cao ngựa nữa cơ. Khách thì đã đặt dao với mình từ trước rồi, giờ làm thêm. Đấy. Thì đang hoàn thiện nốt bề mặt dao của mấy con dao thái với dao chặt gà. Thép đạn pháo thì là nhíp Nga.
đây là một lô dao thì mình vừa mới làm xong cùng với lô đạn pháo này. Con này là thép Supap này. Con này là nhíp ô tô nặng 9 lạng. Dao chặt xương cho anh khách ở Bắc Ninh. Đấy, con này thì là lô đạn pháo này. Chặt gà và rau thái. Bây giờ thì sẽ chú sẽ tô cho mình. Bây giờ đang tôi con dao còn nhíp. Nó nặng 9 lạng cho xương luôn. Mỗi loại nhíp thì có cách tôi khác nhau. Nhíp Nga không phải tôi khác mà y phá không phải tôi khác các bạn nhé. Không phải giống nhau đâu. Có lúc tôi thì không được phải tôi lại. Đang hãm lưỡi nó nước tôi nó chuẩn. Đây là lô dao đạn pháo mà mình vừa mới làm xong đây, thép đạn pháo nhé.
Đây là con dao chặt gà chân giò này. Đấy, mẫu mã này. Cán này là cán gỗ mun nhá, khâu đồng. Dao thì được mài đến một cái độ sắc nhất định rồi. Còn các bạn muốn sắc hơn nữa thì các bác sẽ phải về là tự mài. Dao rèn thì em sau khi mà tôi xong thì em mài bằng tay với đá mài phá với đá mài bùn ấy. Đấy thì sau nó sẽ có một cái độ sắc nhất định, bởi vì cũng khá là nhiều dao nên là em cũng chỉ mài gọi là mài nhanh được thôi. Đấy, các bác về các bác sẽ mài thêm với đá mài. Đấy, rất nhiều bác có bình luận bảo là phải có dụng cụ này dụng cụ kia thì mới mài được dao, nhưng mà không phải nhá. Các bác chỉ cần ra ngoài chợ mua một con dao mua một cái đá mài 90 hay 100 nghìn ấy, đá hải dương ấy, là đá phá, và một viên đá mài bùn để lấy sắc, thế là được, không cần phải có cái dụng cụ gì như có cầu kỳ đâu nhá. Đấy, em cũng mài như thế thôi. Đây là con chặt gà này, thép đạn pháo đây. Con này là dao thái thép đạn pháo này. Cái này còn là khách đặt này. Ở chỗ này thì khách đều đặt hết rồi. Của anh Phi, anh đặt lần 2 dao thép đạn pháo. Anh Trình Văn Phi ấy. Đây là dao, con này thì là mảnh bom này. Thép mảnh bom. Con này thép mảnh bom nhá. Con này là hai con dao mèo thép mảnh bom này. Một chú đặt hai con mèo với một con thái. Con này thì thép lò xo. Thép lò xo thì là con dao ngon bổ rẻ nhất nhá các bạn nhá. 230.000 đối với dao thái và 250.000 đối với dao chặt gà. Ngon bổ rẻ. Thì các bác cứ dùng thép lò xo cho em. Còn bác nào muốn dùng thép đạn pháo hay mảnh bom thì các bác email trực tiếp cho em số điện thoại 0979110188. Đấy. Cam kết là làm thép nào là thép đấy. Em có thép lò xo này, thép vòng bi này, thép supap này, chống rỉ tốt nhất là thép supap, cực kỳ ít rỉ nhá. Nên là hôm nay thì không có con nào thép supap đâu. Chặt xương cũng có, nhặt xương thì em chỉ làm bằng nhíp thôi. Ngoài ra thì em vẫn có cao ngựa chuẩn nấu 7 ngày liên tục nhá, dùng rất tốt cho sức khỏe. Các bạn nào muốn mua cái IB cho em, cái này thì em còn dùng mà, em dùng mình phải dùng thì mới dám bán cho các bác. Bản thân dùng ấy, em dùng luôn cái này mỗi khi đi đá bóng về này. Hay là trước khi đá bóng này ngậm một viên nó đỡ khát nước hơn hẳn. Còn đây là su cổ nhá, su bạc hoa xòe đông dương chuẩn cổ. Đây là đồng 20 sen nhá các bác nhá, 20 sen nhá các bạn nhá, 20 sen. Đồng này dùng đánh gió rất là tốt này. Đây, ví dụ như đồng này là đồng 20 sen bạc hoa xòe của Đông Dương, hàng chuẩn cổ, không phải đúc lại. Đấy. Sản xuất con này là năm 1921 này. Đấy. Bác nào mua lẻ thì nó là 220 bao ship. Còn nếu mà các bác mua kèm dao nhá, mua kèm dao là 190.000. Đấy, chuẩn su bạc cổ dùng để đánh gió cực tốt này. Mỗi nhà nên có một cái đồng này. Em cũng có một đồng này để đánh gió cho con. Mỗi khi mà con nó ốm ấy, cảm ấy, mình đánh. Đấy, ví dụ có đồng này nữa. Các năm có hết nhá. Như đồng này là 1927 này. Đấy. Hàng chuẩn cổ luôn. Hàng đúng xu dùng ngày xưa ấy. Như có rất nhiều đồng khác, ví dụ đồng này này. Đồng này cũng 1927, đồng này còn nguyên chưa dùng này, đồng này là đồng mốc xanh luôn này. Chưa đánh gió lần nào luôn này, nguyên zin này. Đấy. Còn có đồng 1930. 1937. Cam kết là xu chuẩn cổ, các bạn nào phát hiện ra hàng fake em đền gấp 10 lần luôn nha. Bán hàng là uy tín rồi. Fake đền 10 lần. Và mua dao các bạn IB cho em nhé. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Đến đây thì em xin phép được kết thúc video tại đây. Chúc tất cả các bạn sẽ tìm được con dao ưng ý cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.